Anh không tính chở anh đi rồi, anh nói nghỉ ít bữa biết đâu à. Mệt quá, ông chở con nhỏ rồi bơ bắt mấy đứa con bên này chở đi qua quá rồi. Nè, chút nữa nè, chút nó dặn nhẹ nhẹ cho ba nghe không? Con chơi hết cốt luôn cho ba dặn tới năm nặng lắm. Mạnh quá nó đau. Ba không nói, ba còn kêu con là bấm cho mạnh mạnh cho ba đã nữa chứ. Nhưng mà không sao đâu, máy của mình nó có từng cái cường độ phù hợp mỗi ba ngày khác nhau. Trẻ em nằm được, già yếu nằm được, những người đã mổ cột sống nằm được, cho nên ba cứ yên tâm. Rồi. Con lo cho anh. Đầy đủ thành lập như một sự đoán đoán thức và đầy tiềm năng của thị trường này. Trụ sở chính được thành lập vào năm 2008, khởi đầu những bước tiến đầu tiên vào thị trường Việt Nam. Giờ con chia sẻ tí xíu là